Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách là chạy bằng hơi. Trên chán một điểm đó là cái gì, không thể nghi ngờ, hỏa yến trong khoảnh khắc không biết làm thế nào, đứng yên không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy nơi khóe môi của hắn chạm qua nóng rực. Tiêu giác cũng cứng đờ, không nhúc nhích, mắt buông thõng, không nhìn ra thần sắc. Lúc này, một đại ca cười nói. Làm sao đứng bất động, vị công tử này đã đến. Tiêu giác dường như lúc này mới tỉnh lại, buông tay như bị ong đốt, lạnh lùng xoay người, nói. Đi thôi. Hòa Yến. À. Một tiếng, che giấu nội tâm đang dậy sóng, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, theo sau tiêu giác, nhưng trong lòng kêu to. Nàng thế mà, cùng tiêu giác hôn lên. Dù chỉ là trên chán, nhưng sự tiếp xúc thân mật này. Thật khó mà bỏ qua, dù đây là ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn này đến quá không phải lúc. Vừa mới qua tình nhân cầu, nếu Thủy Thần nhìn thấy, không chừng còn cho họ là đôi tình nhân, vạn nhất cho loạn điểm huyên ương phổ, Hỏa Yến dùng mình. Tiêu gia có lẽ vì sự việc vừa rồi mà bực bội, đi rất nhanh, Hỏa Yến phải bước dài theo kịp. Đến bên Thôi Việt Chi, vừa rồi xem náo nhiệt người đều vỗ tay, Thôi Việt Chi cười nói. Hoán thanh, thật không hổ là nhi lang của Thôi gia lần đầu đi đã vượt qua ta còn nghĩ nếu lần này không qua lần sau ngươi có dám không ha 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 không ngờ tình nhân cầu này ngươi qua thuận lợi như vậy hỏa yến thầm nghĩ lại còn tính toán lần sau thật không có mấu chốt lần này tốt rồi vệ di nương cười vỗ tay hỏa yến cùng hoán thanh thiếu ra qua tình nhân cầu đời này không tách ra hỏa yến thực sự là đáng sợ xích ô cùng phi nô cũng khó nói hết biểu cảm chỉ có lâm song hạc vui mừng đong đưa cây quạt. Ta cũng muốn đi, vậy ngươi đi. Hỏa Yến tức giận, vừa rồi Lâm Song Hạc ồn ào nhất. Thôi bỏ đi. Lâm Song Hạc rụt rè. Khát nước ba ngày, làm gì uống một bầu. Cầu kia không thích hợp ta. Huống hồ, ta tìm đâu ra cô nương ôm ta qua cầu. Tiêu giác. Im miệng. Hỏa Yến không dám nói tiếp, cho đùa này làm người khác xấu hổ. May mắn là khi họ xuống cầu, cách xa, đám người chỉ thấy nàng suýt té, tiêu giác giữ nàng, không thấy trên chán điểm ngoài ý muốn nếu không lâm song hạc sẽ cười nhiều hơn nàng thật sự xấu hổ đã đi xong tình nhân cầu xem thủy thần lễ những tiết mục khác thôi việt chi cười nói ngươi xem đây là trên nước phường thị tế dương dựa vào nước sông đỗ thuyền to nhỏ đuôi thuyền có người trèo, đầu thuyền bày biện ăn nhẹ trái cây đồ trang sức son phấn trên bờ ai thích vẫy tay thuyền cập bờ dừng lại cho khách chọn nếu trên thuyền có du khách thích, hai thuyền dừng lại, người bán hàng cho khách chọn lựa. Hỏa Yến thấy một thuyền nhỏ, bán bánh ngọt, mặt trên khảm khoai và táo đỏ, rắc mật, nhìn rất ngon, thôi Việt Chi thấy nàng thích, kêu người hầu trên bờ gọi thuyền dừng lại, mua mấy bao. Hỏa Yến nhận, cảm ơn, cắn một cái, cảm thấy ngọt ngào, thơm ngát, so với bánh đại nại ở Sóc Kinh thì rất bình thường. Nàng ăn nghiêm túc, miệng phình lên như sóc, tiêu giác không chịu được, trên miệng có vụn bánh cái gì hỏa yến không nghe rõ tiêu giác tức giận vung khăn lên mặt nàng lau sạch sẽ xấu hổ chết người hỏa yến nàng lau miệng nói nhiều chuyện thật đang nói nghe thấy kinh hô bên kia nhìn lại thấy nơi trường đua ngựa vòng ngoài vây quanh nhiều người không biết đang làm gì nàng chỉ tay bên kia là gì đoạt phong thôi việt chi cười đường đua là vòng tròn giữa là đài cao trên có cờ người cưỡi ngựa khi qua đài cao nhảy lên đoạt cờ lấy cờ xong từ đài cao nhảy xuống tốt nhất rơi trên ngựa nếu trong thời gian quy định lấy cờ gọi là đoạt phong đoạt phong thành công có điểm tốt bên cạnh có bình đồng đồng hồ nước thời gian ngắn thưởng lớn hỏa yến nghe nhỏ giọng đây không phải tranh cờ sao lâm song hạc cười nghe thú vị nhưng tặng thưởng gì tặng thưởng đủ loại nam tử vì mình cầu phần lớn là binh khí có khi bạc nam tử vì nữ tử cầu phần lớn là đồ trang sức châu báu vải vóc thôi việt chi vừa nói dẫn mọi người đi chuồng ngựa tế dương chuồng ngựa không lớn không bằng bạch nguyệt sơn diễn võ trường giờ phút này người vây quanh nhiều thấy trước mấy người mặc nam tử trang phục cưỡi ngựa lướt qua ngựa mang theo tật phong khi qua đài cao mấy người nhảy lên tranh nhau đoạt cờ cột cờ cao không có chỗ đứng phải dùng công phu có người chạm cột cờ chưa kịp lấy cờ đã rớt xuống rơi vào hố cát dưới đài, người khác chưa tới can đỉnh, miễn cưỡng kéo cờ, liền té xuống, không cưỡi ngựa, chỉ được một sâu tiền đồng làm tặng thưởng. Bên cạnh có cái bàn, trên bàn bày biện, đoạt phong, tặng thưởng, rực rỡ, đầy đủ, hỏa yến liếc nhìn thấy một cái roi. Roi dài, thoạt nhìn rất cứng cỏi, toàn thân tỏa sáng dầu tím, là bảo vật. Hỏa yến bây giờ sợ bị phát hiện thân phận, không thể dùng kiếm, nhiều khi dùng roi nhưng diễn võ trường roi không gọi là bảo vật một cái này nhìn tốt hơn nhiều hỏa yến có chút động tâm nàng hỏi chuồng ngựa chủ xin hỏi cây roi này là tặng thưởng gì chuồng ngựa chủ cười cô nương có mắt đây là đoạt phong tặng thưởng lớn tử ngọc tiên bình đồng đồng hồ nước nếu trong thời gian ngắn kéo cờ có thể có được cây roi này hôm nay nhiều tiểu ca vì cây roi này đến nhưng chưa ai lấy được ta xem hôm nay khó nàng hỏi mấy người đều nhìn nàng thôi việt chi cười ngọc yến thích cây roi này cảm thấy đặc biệt hỏa yến khiêm tốn không bằng để hoán thanh tranh cho ngươi thôi việt chi cười ta xem hoán thanh nội tình nên trước luyện võ không đến mức không dám lên dù sao thôi việt chi cũng là người luyện võ thấy rõ thân thủ đối phương hỏa yến nhìn tiêu giác tiêu giác lạnh nhạt ngươi nghĩ đừng nghĩ ta đã bắt đầu nghĩ hỏa yến lại gần thấp giọng ngươi giúp ta một lần thay ta lấy cây roi ta có cây roi này sau này thay ngươi bán mạng cũng dễ. Nếu không hôm nay ta thấy đều là nam tử, ta nhất định tự lên. Đô đốc, tướng quân, thiếu gia, phu quân. Tiêu giác. Ngươi câm miệng. Hỏa yến đành im miệng, nhưng nhìn cây roi, trông mà thèm. Có khi gặp binh khí tốt không dễ, nhất là không uổng phí công sức, bỏ qua rất đáng tiếc. Nhưng hôm nay, là hôm nay đến quỷ thủy, bụng khó chịu, nhưng cũng có thể chịu đựng. Hỏa yến châm trước, nếu trong thời gian ngắn nhất lấy cờ, chỉ đau một lúc cũng được. Nghĩ đến đây, cười tùm tìm hỏi chuồng ngựa chủ. Xin hỏi, nữ tử có thể tham dự không? Chuồng ngựa chủ sướng sờ, người xung quanh cũng sướng sờ, chuồng ngựa chủ trần trừ. Có thể, nhưng trước giờ chưa có. Tiêu giác không thể tin nhìn nàng. Ngươi điên, không có cách nào. Hỏa yến bất đắc dĩ. Nhưng ta thấy, cây roi này rất khó gặp, yên tâm, ngươi biết bản sự ta, tiểu tràng diện, không khó ta. Ngươi không phải. Không phải. Nói đến đây, hắn khó mở miệng, không tiếp tục. Hỏa Yến kỳ quái. Không phải cái gì. Vừa nói, muốn ghim đầu tóc, tóc dài, không tiện. Y phục chỉ có thể buộc lại. Nàng khoát tay, bị tiêu giác bắt lấy khuỷu tay. Thế nào? Hỏa Yến hỏi. Tiêu giác nhịn một chút, nhìn nàng như dao nhỏ, ngằn từng chữ. Ta đi, ai? Hỏa Yến sừng sốt, chưa kịp nói gì, thấy tiêu giác đi tới, nói gì đó với chuồng ngựa chủ. Hoán Thanh muốn đoạt phong. Thôi Việt Chi ngạc nhiên. Vì Ngọc Yến thích cây roi. Hỏa Yến nói không ra lời, thật không nghĩ tiêu giác làm chuyện này. Một người quản mấy vạn binh sĩ tướng lính, đến làm chuyện này, tiêu nhị công tử kiêu ngạo, không chướng mắt sự tình này. Không ngờ hắn thật làm. Chuồng ngựa chủ dẫn tiêu giác đi, vệ di nương cười, hâm mộ. Hoán Thanh công tử rất tốt với Ngọc Yến cô nương. Nói thì không sai, nhưng Hỏa Yến cũng mê hoặc lâm xong hạc nhìn hỏa yến lại nhìn tiêu giác đi xa cây quạt dừng lại đứng như có điều suy nghĩ không lâu tiêu giác cưỡi ngựa ra chính là ngày xuân xanh mới ấm áp dùng nhàn tuấn mỹ quý công tử làm sáng xuân sắc hắn vì thủy thần lễ mặc đen xanh y phục hàng ngày phong lưu điệt lệ ánh mắt lười nhác mà lạnh nhạt ngồi trên lưng ngựa lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người hỏa yến chỉ nghe sau lưng nữ tử thật xinh đẹp công tử mặt mày anh tuấn thoạt nhìn quý khí. Tế dương khi nào có nhân vật này, nhà nào thiếu ra. Hỏa yến nghe, trong lòng cùng vinh yên, trong đầu hiện lên thơ văn. Xuân thảo lục nhung vân sắc bạch, tưởng quân kỳ mã hảo nghi dung. Nói đúng như thế. Nhớ lại không lâu tại hiền xương quán, vào đông bãi săn, săn được con mồi nhiều nhất, có thể ban thưởng. Tiêu giác một mình đứng đầu, khi đó hỏa yến kéo cung bắn tên miễn cưỡng, cuối cùng không săn được con mồi, chỉ có thể nhìn thiếu niên từ trong tuyết đi tới, cầm y áo lông chồn phong thái tuyệt vời. Nhiều năm qua, hắn vẫn như thế, đứng trong đám người, trở thành trói mắt nhất. Dù trải qua nhiều sự tình, cũng không mờ nhạt, tiêu giác cưỡi ngựa vòng quanh chuồng ngựa. Lúc này, ngoài nam tử, nhiều cô nương vây quanh, cũng vì nhìn tiêu giác, lâm song hạc thấp giọng muội muội ngươi lợi hại, tiêu hoài cần nguyện ý vì ngươi bỏ ra danh tiếng. Hỏa yến thẹn thùng. Ta không nghĩ hắn sẽ giúp. Ai nghĩ ra được, nàng nghi tiêu giác bị phụ thân, nhưng nhìn hắn trước kia, không giống lắm. Ngươi cảm động, hận không thể lấy thân báo đáp. Hỏa Yến giật mình, muốn phản bác, nhớ thôi Việt Chi một đoàn còn bên cạnh, không thể làm càn, liền thấp giọng. Không có, ta không thích đô đốc, ngươi không thích hắn, ngươi khẩn trương gì. Lâm song hạt xanh mãnh. Huynh đệ, lỗ tai ngươi đỏ. Hỏa Yến vội che lỗ tai. Không có chuyện, chớ nói nhảm. Lúc này, nghe thấy kinh hô, hai người nhìn lại, thấy tiêu giác cưỡi ngựa lao nhanh đến đài cao, không dừng lại, phi thân lên, như dẫm trên đất bằng. Nơi này người dù cho là sẽ nhẹ nhõm, muốn đi lên không dễ dàng, lại đâu thấy chiến trận, nhẹ nhõm đoạt phong người. Hắn cướp cực nhanh, như tia chớp, tới can đỉnh, dẫm lên, lột cờ đỏ. Gió lay động, cờ trong tay hắn phi dương, khuôn mặt nam nhân trẻ tuổi có nháy mắt, cùng ngày xuân rực rỡ thiếu niên trùng điệp. Ánh mắt hắn tàn mạn, nhướng mày, hướng mọi người dưới đài, hoặc là hướng hỏa yến cười khẽ, câu môi. Lấy được. Hỏa yến kinh ngạc nhìn hắn, nghe tiếng tim mình đập, vang dội khó mà bỏ qua. Trong đầu, nhớ không lâu tại hiền xương quán nghe tiên sinh nói. truyền đăng lục viết, lục tổ tuệ năng sơ ngụ pháp tính tự, phong dương cờ động. Hai tăng tranh luận, một nói phong động, một nói cờ động. Lục tổ nói. Gió cờ không động, động từ tâm. Nàng trước kia thấy lời này tối nghĩa, không hiểu bây giờ không cần giải thích, chỉ nhìn, liền hiểu. Không phải gió động, không phải cờ động, là người tâm bí động. mật. Một thanh niên mặc bộ đồ đen xanh cưỡi ngựa, cầm cờ xí, phi thân xuống ngựa, đáp đất, khiến mọi người xung quanh trầm trồ thán phục. Chủ chuồng ngựa không phải người hẹp hòi, chỉ cầm cây roi từ ngọc đưa cho tiêu giác, khen ngợi. Công tử thật giỏi, mấy năm nay tranh phong, này là người nhanh nhất cầm được cờ. Thôi Việt Chi cũng vỗ tay tán thưởng. Hoán thanh, từ lâu nghe dưỡng phụ nói ngươi tìm thầy dạy võ, giờ nhìn thấy, võ sư thật tận tâm dạy dỗ. Thân thủ ngươi thế này, ở Tế Dương cũng hiếm gặp. Tiêu giác gật đầu cười. Bá phụ quá khen. Hỏa Yến nghĩ thầm, thôi Việt Chi còn không biết, tiêu giác vừa rồi mới thể hiện một phần nhỏ. Nếu thật sự thi chiến hết khả năng, chắc chắn sẽ làm mọi người kinh ngạc và có thể bại lộ thân phận. Nàng đang suy nghĩ, tiêu giác đã đến gần, ném cây roi từ ngọc vào lòng nàng. Hỏa Yến kinh ngạc. Cảm ơn, cảm ơn. Hôm nay Tiêu Giác dường như khác lạ, dễ nói chuyện và tốt bụng hơn. Nhưng nghĩ mãi không ra lý do, Hỏa Yến lắc đầu. Hiện tại Tử Ngọc Tiên đã lấy được. Vệ Di Nương cười nói: "Sao không đi bờ sông tế lễ, rất náo nhiệt, có thể được Thủy thần ban thưởng cống phẩm, ăn cống phẩm, tắm nước thần sẽ được phù hộ cả năm." Thôi Việt Chi vỗ đầu. "Đúng đúng, suýt quên việc này." Hoán Thanh Ngọc Yến, các ngươi đều đi, cầu điểm lành. Đến thủy thần lễ mà không đến tế lễ thì không được. Thủy thần tế lễ là gì? Hòa Yến không rõ, nhưng không thể từ chối lòng thành, liền theo mọi người đi. Đến gần kênh đào, thấy khu đất trống rộng, dựng đài tròn lớn, trên đài có nhiều người đeo mặt nạ hát múa. Điệu khúc vui vẻ, nam nữ già trẻ đều có, rất náo nhiệt. Vừa đứng lại, nghe tiếng nữ tử gọi. Thôi đại nhân. Nhìn sang, thấy Lang tú, vị tiểu thư của điển nghi quý phủ cùng nhan mẫn Nghi đang nhìn qua với ánh mắt không thiện cảm. lang tú hôm nay ăn mặc lộng lẫy váy dài bó sát giày nhỏ tóc dài thắt nhỏ gọn ôn nhu mà hoạt bát nàng cười nhẹ ta cùng mẫn nhi vừa gặp thôi đại nhân thật là duyên phận thôi việt chi cũng cười a à tú mẫn nhi cha mẹ các ngươi đâu cha mẹ đều ở trên thuyền cung ta và mẫn nhi đi xem tế lễ thuận tiện lấy chút cống phẩm mang về nàng nhìn tiêu giác nhưng hắn chỉ nhìn hướng lễ đài, không để ý đến nàng, khiến Lăng Tú cảm thấy ghen tị. Thực ra, nàng và Nhan Mẫn Nhi đã thấy tiêu giác từ lúc đoạt phong ở chuồng ngựa. Nam tử trẻ tuổi phong thái như nguyệt, kinh diễm tuyệt luân, khiến người không thể quên. Nhưng nam tử này lại vì nữ nhân kia mà làm mọi việc. Lăng Tú rất đố kỵ. Nàng xinh đẹp mắt, lại có tài, được bao nhiêu thanh niên tài tuấn mến mộ, nhưng lại không để ý ai. Nhưng một ngày, có người như vậy, khiến cả thành hạ thấp, đáng tiếc là người đã có vợ, mà vợ lại chẳng có gì đặc biệt. Nàng càng thêm chán ghét hỏa yến. Nếu không có ôn ngọc yến, nếu kiều hoán thanh gặp nàng trước. Kết cục đã khác, nhưng kiều hoán thanh ngu muội lại nhầm mắt cá thành chân châu. Hỏa yến chăm chú nhìn những người trên đài múa hát, hỏi vệ di nương. Sao họ đều đeo mặt nạ? Mặt nạ đại diện cho một thân phận, đều có liên quan đến truyền thuyết thủy thần. Tại tế lễ hát múa, là để truyền đạt truyền thuyết, vệ di nương cười nếu ngọc yến cô nương thích cũng có thể lên đài múa đóng vai một nhân vật đến quy lễ trưởng lão sẽ rắc nước phúc lên mọi người tắm nước phúc sẽ được bí cực thái lai hỏa yến chưa từng nghe dân tục này thấy thú vị làng tú tiến lên cười kiều phu nhân cũng muốn lên đài sao hỏa yến khoát tay ta chỉ nói vậy thôi ta và mẫn nhi muốn lên đài múa nếu phu nhân muốn cùng sẽ rất náo nhiệt nàng nhìn hỏa yến cười mềm mại nhưng có chút kháng cự. Nàng không tinh thông quan hệ nữ nhân, nhưng địch ý và thân mật vẫn phân biệt được. Làng tú có địch ý với nàng, vì sao? Hỏa Yến nghĩ mãi không ra, không đắc tội vị cô nương này. Các ngươi tuổi tương tự. Thôi Việt Chi cười nói. Ngọc Yến cùng lên đài đi, chúng ta tế dương thủy thần tế lễ rất đơn giản, không khó. Có gì không hiểu, để A Tú và Mẫn Nhi dạy ngươi. Thôi Việt Chi đã nói, hỏa yến từ chối nữa sẽ không tôn trọng dân tộc liền nói vậy được rồi nhưng ta không biết nhảy các ngươi đừng cười ta sẽ không lăng tú hỏi chúng ta sẽ dạy ngươi nói rồi kéo nhan mẫn nhi hướng lên đài chúng ta đi lấy mặt nạ hỏa yến thở dài dù lăng tú và nhan mẫn nhi có địch ý nhưng không làm gì được nàng chỉ là trò đùa nhỏ nàng linh hoạt chút cũng không sao nàng đang nghĩ nghe thấy tiêu giác hỏi sao không từ chối hỏa yến kinh ngạc nhìn tiêu giác thấy hắn không rõ biểu cảm gì nhẹ giọng nói không thích thì từ chối không tốt hỏa yến do dự nếu từ chối thôi đại nhân sẽ không vui hắn cười nhẹ dường như không đồng ý không thích thì từ chối ngươi có thể từ chối hòa đại tiểu thư ngươi không thể làm mọi người đều hài lòng hỏa yến không biết nói gì lời hắn nói có lý nhưng cố gắng làm mọi người hài lòng đã thành thói quen bên kia nhàn mẫn nhi kéo lăng tú qua thấp giọng ngươi muốn gì ai muốn múa với nàng ta không muốn chờ chút lăng tú kéo nàng nghe ta nói nói gì tại tú la phường ta nghe người ta nói nhàn mẫn nhi nghe sắc mặt đỏ bừng giận ngươi sao biết hiện tại ai không biết đã sớm truyền ra lăng tú cười ta đứng về phía ngươi ta cũng không thích ôn ngọc yến làm sao để nàng tốt hơn? Ngươi định làm gì? Nhan Mẫn Nhi giận nói. Không phải múa sao, không cho nàng làm náo động, làm nàng xấu mặt. Làm tú cười chỉ vào mặt nạ. Để nàng tự chịu khổ, chúng ta tế dương cô nương, không dễ khi dễ. Ta chưa từng thấy phu nhân múa, hôm nay có dịp, thật mong chờ. Lâm song hạp nói. Hỏa Yến nghĩ, nàng không biết múa, chỉ biết múa kiếm. Nhưng người khác không khắt khe, chỉ cần không sai lầm lớn là được. Đang nghĩ, Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi đã qua, Nhan Mẫn Nhi cầm mấy cái mặt nạ, Lăng Tú bưng hộp gỗ. Đến trước mặt Hỏa Yến, Lăng Tú cười nói. Ta vừa hỏi ti lễ, hôm nay người tế lễ nhiều, chỉ còn mấy cái mặt nạ. Không biết phân phối thế nào, không bằng rút thăm. Hỏa Yến không quá để ý. Có gì khác biệt, mặt nạ khác đại diện nhân vật khác, trong truyền thuyết thủy thần, có gian sừng, vai hề. Lăng Tú dừng, lại cười phu nhân rút được vai hề thì không tốt nhưng chắc không hỏa yến nói các ngươi rút trước phu nhân không phải tế dương người nên rút trước lăng tú cười chối từ qua lại không có ý nghĩa hỏa yến nói được vừa nói đưa tay vào hộp gỗ bắt được tờ giấy nàng mở ra thấy viết ly hoang ly hoang là gì nàng hỏi thôi việt chi khẽ giật mình vệ di nương ngoài ý muốn nhưng lăng tú kinh hô đúng là ly hoang phu nhân thật không may cái này không tốt sao hỏa yến không hiểu như ta nói trong truyền thuyết thủy thần không thiếu vai gian vai hề ly hoang là một đó là kẻ lừa đảo làm nhiều việc ác lừa gạt nhiều người bị thần tiên trừng phạt nhốt vào đáy biển thủy lao không thể lên bờ hỏa yến nghe không tự giác thay mình vào đến lúc không thể lên bờ liền nói thật thảm là rất thảm nhàn mẫn nghi cười nhưng ngươi đã rút phải diễn ly hoang nếu đổi ý giữa chừng sẽ bị thủy thần trừng phạt hỏa yến muốn hỏi thủy thần trừng phạt thế nào nhưng nghĩ lại đời trước chẳng phải chết trong nước sao cũng không biết có trùng hợp không nàng nói vai hề thì vai hề trên đời này cũng nên có người đóng vai hề thôi việt chi do dự nhưng ngọc yến này mặt nạ mặt nạ thế nào làng tú đưa mặt nạ cho hỏa yến đây là ly hoang mặt nạ hỏa yến thấy mặt nạ hiểu vì sao thôi Việt Chi lo lắng. Ly Hoàng mặt nạ nhìn như con báo, rất xấu xí, hỏa hung thần áp sát, nhưng mắt và mũi bôi trắng, trông gian trá. Nữ hài tử không muốn mang thứ này, mặt nạ còn rất nặng, bọc trên đầu, đau cả đầu. Hỏa Yến ước lượng. Vẫn được. Nàng không quá để ý bề ngoài, vệ di nương sắc mặt không tốt, cảm thấy Hỏa Yến tính tình ôn hòa, đối xử tốt, nhưng nhìn rõ, đây là lăng tú cố ý chơi ngáng chân. Suy nghĩ, trước mặt người đóng vai hề, diễn khôi hài, nữ tử sẽ cảm thấy xấu hổ. Trên đời nữ tử nào không muốn trong mắt người như tây thi điêu thuyền tuyệt sắc động lòng. Vệ Di nương lên tiếng, sao để Ngọc Yến cô nương đóng vai hề, không thể nói với ti lễ sao? Không sao, Hỏa Yến cười, tế lễ loại sự tình, tâm thành là linh, không cần tính toán việc nhỏ. Thôi Việt Chi không phát giác bầu không khí không đúng, gặp Hỏa Yến nói vậy, liền cười. Tốt, Ngọc Yến quả thật rộng rãi. Bên kia Lâm Song hạ cùng Tiêu Giác đồng thời nhíu mày. Lâm Song hạ cầm quạt che mặt, đối với Tiêu Giác nói: "Ngươi gây tai họa, để hòa muội muội gặp nạn." Tiêu Giác sắc mặt lạnh, liếc nhìn hắn, im lặng, đột nhiên nói: "Ngươi mới nói, Ly Hoang bí mật, muốn đối với tiên nhân thổ lộ hết." Lăng Tú gặp Tiêu Giác chủ động nói chuyện, trong lòng vui vẻ, cười nhẹ. "Đúng, Ly Hoang trên lễ đài, phải nói 10 cái bí mật với tiên nhân, đều phải là thật. Vì trong truyền thuyết, Ly Hoàng đối diện tiên tử, bị tiên pháp chế, đành phải nói thật. Phu nhân phải nói đủ người bí mật mới xong. Hỏa Yến không biết nói gì, nghĩ tiên tử này là tên điên thích nhìn trộm bí mật người khác. Thần tiên cũng có nhân vật đóng vai. Tiêu giáp nói. Đã vậy, ta tới. Cái, gì? lam tú ngẩn ngơ. Hỏa Yến cũng ngây dại. Không hiểu nam nhân ánh mắt sắc bén như điện ngữ khí bình tĩnh biểu lộ lạnh lùng ta muốn diễn lắng nghe người hỏa yến suýt bị nước bọt sạc chết tiêu giác muốn lên lễ đài múa tiêu nhị công tử sẽ làm việc này ai tin nổi xích ô cùng phi nô cũng không thể tin hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm tiêu giác chủ động nói lăng tú không ngờ không biết làm sao nhưng ánh mắt hắn quá lạnh làm nàng sợ hãi vô ý thức nói vì vì sao bởi vì, tiêu giác cười, phu nhân ta bí mật, sao có thể để người khác biết? Một câu, làm lăng tú tức xanh mặt. Hỏa Yến, nàng cơ hồ muốn hôn mê, chỉ cảm thấy tiêu giác hôm nay không giống tiêu giác, không hiểu thấu. Tiêu giác không để ý hỏa Yến thần sắc, chỉ hỏi lăng tú. Mặt nạ là con nào? Lăng tú chỉ nhàn mẫn nhi, nhàn mẫn nhi sợ tiêu giác, liền đưa qua. Hỏa Yến nhìn, tiên nhân mặt nạ không đặc biệt chỉ là nửa thiết đen chán có vân văn hoa dạng làm thế nào hắn hỏi vệ di nương cười nói tại tế lễ đài khiêu vũ không có quy củ nhiều người bản xứ thì hiểu nhưng người ngoài chỉ cần tâm thành là thủy thần cầu nguyện nhảy thế nào cũng được thủy thần rất khoan dung không tính toán việc nhỏ tiêu giác hiểu hắn nhìn hỏa yến thấy nàng nắm mặt nạ nắm cổ tay nàng đi hướng tế lễ đài đi hai bước Hòa Yến nhìn lại, thấy Lăng Tú và Nhan Mẫn Nghi nhìn mình, địch ý không giảm. Nàng hỏi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đồ đốc, ngươi điên. Là ngươi điên. Tiêu giác không vui. Sao ngươi đáp ứng nàng? Ta không nói sao, đến cũng đến rồi, ta sợ thôi đại nhân không vui. Chỉ là mang mặt nạ nhảy, không cần múa đao làm côn, không mất khối thịt, có gì không được. Hắn nhìn chầm chầm Hòa Yến, cười châm chọc. Đối với ta, sao không thấy ngươi thuận tuyệt đối? Hỏa Yến. Ta chưa đủ thuận tuyệt đối sao? Tiêu giác thật khó hầu hạ. Về sau không muốn làm, có thể từ chối. Tiêu giác nhắm mắt. Đừng để người thấy ngươi cầu toàn, khó coi chết đi được. Ta không có cầu toàn, ngươi có. Hắn nhìn Hỏa Yến, khóe miệng cười. Ngươi thích gạt người, chẳng lẽ cả mình cũng gạt. Hỏa Yến nói không ra lời, bản năng muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy tiêu giác nói đúng. Nhưng nhiều khi, hy sinh chính mình tình cảm cùng yêu thích, đã thành thói quen. Còn có nhiều thứ quan trọng hơn, không ai nói cho nàng, người có thể từ chối, có thể tùy hứng, có thể không vui. Dần dần, những điều đó không còn. Tiêu giác thấy hỏa yến mặt ủ mày trao, dừng một chút, gõ đầu nàng. Nhanh đeo lên, vừa nói, tự mình đeo mặt nạ lên. Mặt nạ làm bằng sắt, mài bóng loáng, nhưng rất nặng, tiêu giác một tay đeo lên mặt, tay kia đi vòng sau đầu trục cơ quan, không đúng, hỏa yến thấy vậy, để ly hoang một bên ta giúp ngươi nàng đi sau tiêu giác nói ngươi đeo mặt nạ đúng vị trí ta từ phía sau giúp ngươi tiêu giác thân cao nàng phải nhón chân cài lên đầu cơ quan nói ngươi trước kia không đeo mặt nạ sao làm sao đơn giản vậy cũng không biết tiêu giác nói ngươi đeo nhiều hỏa yến khẽ giật mình cười chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy đợi giúp tiêu giác đeo xong nàng mang ly hoang lên mặt. Hai người, một người mang mặt nạ, thần bí cao quý, một người khôi hài gian trá, trông rất buồn cười. Tiêu giác kéo nàng lên tế lễ đài, tỷ lễ khẽ gật đầu, dẫn họ đến giữa đài. Bốn phía mang mặt nạ dân chúng múa hát, hỏa yến nhìn không rõ, hỏi tiêu giác. Đồ đúc, múa thế nào? Tiêu giác, không biết. Hỏa yến học múa chút, thấy khó, từ bỏ. Nàng kéo tiêu giác đến góc lễ đài, nói. Không múa, làm cách khác. Tiêu giác đeo mặt nạ, thần sắc không rõ, nhưng dưới mặt nạ chắc không kiên nhẫn. Đồ đốc, chúng ta qua loa vậy, sẽ không bị thủy thần của trách. Tiêu giác nói. Sợ, thà tin là có. Người này lạnh lùng. Vậy ngươi tiếp tục múa, ta thật sự không múa được. Một lát sau, Hỏa Yến nói. Đồ đốc, vừa nãy lăng cô nương nói, Ly Hoàng phải nói mười bí mật với tiên nhân, hai ta đã lên rồi, ta nói với người mười bí mật, tiên nhân thấy thành kính, sẽ không so đo chúng ta không múa. Tiêu giác cười. Tốt, ngươi nói. Mười bí mật, còn phải thật, thật khó nói. Nàng bắt đầu nói. Ta trước kia tử lượng rất tốt, giờ kém. Ta biết đọc thuộc ngô tử binh pháp. Ta là lương châu vệ đệ nhất. Ta muốn vào cửu kỳ doanh. Trình lý tố y phục nút thắt ta nắm chặt, có thể bán lấy tiền. Năm cái, tiêu giác nghe, cảm thấy im lặng. Nhàm chán. Hỏa Yến cố gắng. Đô đốc trong lòng ta, là người tốt, ta cảm tạ đô đốc. Tiêu giác cười lạnh. Ta sẽ không cho ngươi vào cửu kỳ doanh. Đô đốc hiểu lầm ta, ta thương tâm. Tiêu giác. Tiếp tục lừa gạt, ta và đô đốc đời trước có duyên. Tiêu giác chẳng muốn nhìn nàng. Hỏa Yến. Ta kiếp trước là nữ tướng quân. Càng kỳ quái hơn, chỉ còn cái cuối cùng. Hỏa Yến nhìn hắn, hắn nhìn chằm chằm nàng, chỉ lộ cằm, đường cong đẹp, Môi mỏng mà diễm, lười mệt mỏi ôm, tỏ rõ thanh niên vô tình ôn nhu. Nàng cũng đeo mặt nạ, núp trong bóng tối, như tại đêm tối có cảm giác an toàn. Cuối cùng bí mật, Hỏa Yến nhón chân, xích gần hắn, nhẹ nhàng. "Ta thích mặt trăng, mặt trăng bạn không đã biết ghé thăm kênh Holic 38, tên của ta." Buổi lễ cúng thủy thần kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ. Khi Hỏa Yến và Tiêu Giác trở về, trời đã muộn. Lăng tú và nhan mẫn nhi đã không còn thấy đâu vệ di nương nói đi cả ngày mà chưa ăn gì công tử và ngọc yến chắc hẳn đói bụng rồi hỏa yến xoa bụng cũng tạm thôi vậy chúng ta đi ăn trước thôi việt chi nói tế dương có vài tử lâu khá ngon ngọc yến muốn đến chỗ nào tôi nghĩ hỏa yến chỉ về phía những chiếc thuyền trên sông ăn ở trên thuyền kia cô vừa thấy có nhiều người ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ đầu thuyền có lò lửa không biết nấu món gì, có thể là một loại súp. Thịt và rượu thì từ những người bán hàng rong trên bờ hoặc trên thuyền, đưa tiền là mua được. Người có thể ngồi trên thuyền, vừa ăn vừa ngắm cảnh hai bên bờ, rất đặc biệt. Cô chưa từng đến Tế Dương, thấy thú vị, nên rất muốn thử một lần. Đó là thuyền đom đóm. Vệ Di Nương cười giải thích. Đến trạng vạn, thuyền sẽ trèo đến suối Lạc Huỳnh. Tại Tế Dương, thời tiết ấm áp, không cần đợi đến mùa hè cũng có đom đóm. Ban đêm trèo thuyền qua suối Lạc Huỳnh, sẽ thấy hai bên bờ đầy đom đóm, rất đẹp. Có một năm may mắn, thiếp đá cùng lão ra đi qua một lần, bây giờ nhớ lại vẫn thấy đẹp không tả nổi. Nghe xong, Hòa Yến càng muốn đi hơn, cô nhìn thôi Việt Chi. Bá phụ, hay chúng ta đi ngồi thuyền đom đóm này? Các cô nương đều thích những thứ này. Thôi Việt Chi cười và khoát tay. Ta sẽ không đi, thuyền đom đóm này chỉ dành cho phu thê hoặc tình nhân, mỗi thuyền chỉ có hai người chúng ta nhiều người như vậy, không thể ngồi chung một thuyền. Hỏa Yến nghẹn lời, nghĩ rằng lễ thủy thần tế dương này chẳng phải giống Tết thất tịch của Trung Nguyên, đối với người không có tình nhân thật không hữu hảo. Không có tình nhân, chẳng lẽ không có tư cách nhìn suối Lạc Huỳnh sao? Lẽ nào có lý đó? Ngọc Yến cô nương chắc chắn muốn đi, thì cùng hoán thanh công tử đi chung. Vệ di nương cười. Xung quanh còn nhiều thuyền khác, tối nay trên sông có sân khấu kịch, rất náo nhiệt. Hỏa Yến cũng rất phân vân, cô thực sự rất muốn đi xem, nhưng tiêu giác. Chưa chắc đã muốn. Cô quay đầu nhìn tiêu giác, thăm dò. Thiếu gia, đừng mơ mộng, thiếu gia, ta thực sự muốn đi. Tiêu giác nhếch mép. Ta thấy ngươi được đằng chân lân đằng đầu, ta chưa từng thấy một bầy đom đóm lớn. Hỏa Yến nói khẽ. Đã đến đây rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn xem sao? Ngươi đừng coi ta là nữ, coi như là thuộc hạ của ngươi, chúng ta đi qua đây, thưởng thức một chút phong cảnh địa phương. Thiếu gia, phu quân. Hỏa Yến lại gọi nịnh. Tiêu giác khóe miệng giật giật. Nói chuyện cẩn thận, ngươi không đồng ý, ta vẫn sẽ nói thế. Vệ di nương che miệng cười, dường như không nhìn nổi cảnh này, thấp giọng nói với tôi Việt Chi vài câu. Thôi Việt Chi gật đầu, vệ di nương liền gọi người ở bờ sông, tìm một chiếc thuyền, nói với Hỏa Yến và Tiêu giác. Lão gia vừa trả tiền, tối nay trên thuyền này sư phụ sẽ đưa các ngươi đi khắp sông tế dương gặp gì ngon chơi gì vui thì cứ mua đến giờ hắn sẽ đưa các ngươi đến suối lạc huỳnh ngừng một chút lại nói ban đầu định cho các ngươi mang vài thị vệ đi cùng nhưng suối lạc huỳnh có thành quân phòng thủ chắc không có chuyện gì nhưng nếu các ngươi không yên tâm cũng có thể cảm ơn vệ di nương thị vệ thì không cần hỏa yến vui mừng nói rồi đột nhiên nhớ ra điều gì hỏi tiêu giác Lâm Song Hạc và Xích Ô bọn họ, lỡ cũng muốn đi xem thì sao? Tiêu giác nhìn lại, Xích Ô và mấy người đã lùi lại vài bước, lắc đầu ra hiệu không muốn đi. Đòn đóm là thứ mà những người thô kịch như họ có lẽ không thích, dù thích cũng không dám thể hiện. Vậy chúng ta đi trước nhé. Hỏa Yến vui mừng, tự mình lên thuyền ô bồng trước. Thuyền này không hoa lệ như thuyền trên sông Xuân Lai ở Sóc Kinh, nhìn bên ngoài khá mộc mạc, nhưng bên trong lại rộng rãi. Có cả giường và lò nấu. Ngồi ở đây, ăn chút gì, thổi gió sông, ngắm cảnh hai bên bờ đèn đúc chợ đêm, thật sự là thú vui nhân gian. Hỏa Yến quay vào, ngồi trên giường, nhìn ra sông. Kênh đảo Tế Dương thật dài, xuyên qua thành phố, hôm nay lại là ngày lễ, hai bên bờ đầy đèn lồng, người người gào to cười đùa, rất náo nhiệt. Người chèo thuyền là một hán tử trung niên đội mũ rộng vành, rất cường tráng, hai cánh tay mạnh mẽ chèo thuyền. Hỏa Yến nằm sấp ở đầu thuyền, cô vốn sợ nước, nhưng xung quanh quan náo nhiệt, có lẽ vì có tiêu giác bên cạnh, sự sợ hãi đã giảm đi nhiều, chỉ còn lại sự mới mẻ. Cô vui vẻ nhìn, đột nhiên một chiếc thuyền nhỏ lướt sát qua, trên thuyền cũng có một đôi nam nữ, nữ tử đột nhiên tạt nước về phía cô, Hỏa Yến bị ướt cả đầu và mặt, hoàn toàn choáng váng. Người chèo thuyền cười ha ha. Cô nương chắc là người ngoài, không biết quy củ của Tế Dương. Trên kênh đào này, nếu hai thuyền gặp nhau, mọi người sẽ tạt nước vào nhau, người ta nói, nước canh đảo nuôi sống một thành phố tế dương, bị dội không phải nước, mà là phúc lộc và may mắn. Cô nương kia cũng nhìn và cười với cô, thiện ý và có chút xảo hoạt, khiến người ta khó mà giận được. Hỏa Yến thầm nghĩ, đó là quy củ gì, không sợ y phục ướt hết không ra ngoài được sao? Hỏa Yến nghĩ vậy, thật đoan cho người tế dương, ai biết tối nay lên thuyền múc nước đều mang vài bộ y phục để thay chỉ có cô mốc nghếch mặc một bộ quần áo đến, thôi Việt Chi có lẽ lâu không ngồi thuyền đom đóm, đã quên mất chuyện này. Có lẽ thấy cô dễ bị rồi, xung quanh có vài chiếc thuyền vây lại, nam tử nữ tử đều tạt nước về phía cô. Hỏa Yến, chấm hỏi. Cô lớn tiếng, người chèo thuyền, làm ơn chèo thuyền đi xa một chút. Lời chưa dứt, một dòng nước lớn tạt thẳng vào mặt cô, Hỏa Yến kinh hãi, ngay sau đó, có người chắn trước cô, kéo đầu cô vào ngực mình chặn nước lại. Tiêu Giác liếc nhìn đối diện, người tạt nước vào hòa yến là một hán tử không chút thương tiếc, đang cười ngây ngô với cô. Tiêu Giác nhếch môi. Ngay sau đó, từ trong thuyền bắn ra một dòng nước lớn, tạt ướt nam tử kia từ đầu đến chân. Người phụ nữ bên cạnh nam tử, không biết là phu nhân hay tình nhân, rất lo lắng nói: người sao lại làm vậy? Tiêu Giác cười mà không cười nhìn đối phương, chậm rãi nói: cho các ngươi thêm chút phúc lộc không cần cảm ơn. Hòa Yến, cô ngừng đầu từ ngực tiêu giác, nói. Thật ra không cần thiết phải so đo. Lại nhìn xung quanh, không nói gì một lúc. Xem chừng làm người ta sợ rồi. Xung quanh còn vài chiếc thuyền vây lại, có lẽ thấy phản ứng của Hòa Yến thú vị. Bây giờ nhìn thấy nam từ kia bị tạt ướt, liền không dám lại gần, bảo người chèo thuyền mau chèo xa, như tránh ôn thần. Tiêu giác cười. Ngươi còn có tâm tình lo cho người khác hỏa yến cúi đầu nhìn bản thân nửa người đã ướt đẫm tiêu giáp đứng dậy đi đến đuôi thuyền lấy một chiếc khăn đưa cho cô rồi ngồi xuống lò nấu trà lại đây hỏa yến nghe lời đi qua tiêu giáp nói hơ tóc cho khô đi hỏa yến ngoan ngoãn nghe lời đặt tóc dài lên lò mượn nhiệt sưởi khô rồi nói Đồ đốc ngươi đói không ngươi đói bụng hỏa yến xoa bụng rất đói lượng cơm ăn của cô từ trước đến nay kinh ngạc tiêu giác thở dài, đi nói chuyện với người chèo thuyền, không lâu sau, người chèo thuyền điều khiển thuyền đến một nơi gọi là thành phố nước. Gọi là thành phố nước, thực ra chỉ là hơn mấy chục chiếc thuyền tụ lại một chỗ, trên thuyền bán đủ loại đồ ăn nhẹ, trà nóng, thậm chí có cả gà nướng vịt quay, mùi thơm ngào ngạt. Thuyền dừng lại bên cạnh thành phố nước, tiêu giác bảo hòa yến lên đầu thuyền chọn đồ ăn. Tự chọn đi. Trên thuyền bán đồ ăn đặc trưng của Tế Dương, khác hẳn với Sóc Kinh. Hỏa Yến thèm cái này, lại không nỡ bỏ cái kia, chọn mỗi loại một chút, cuối cùng ôm một đống túi giấy dầu. Tiêu Giác im lặng một lúc, hỏi. Ngươi là thùng cơm sao? Ăn không hết có thể mang về cho Lâm Song Hạc và bọn họ. Hỏa Yến cười nói. Ta đã rất khắc chế rồi. Tiêu Giác im lặng một lúc, tự mình cũng chọn vài thứ, trả tiền, rồi giúp cô mang túi giấy dầu lên thuyền. Có những thứ này ăn uống, Hỏa Yến rất vui vẻ. Ngồi trên giường, nhìn ra ngoài thuyền, hăng hái mở bọc giấy ăn uống. Cô vốn có khẩu vị tốt, đói cả ngày, ăn uống không có chút hình tượng, tiêu giác nhắc. Chú ý dáng vẻ. Hỏa Yến chẳng hề để ý, ừ một tiếng, vẫn tiếp tục ăn như cũ, nhắc nhở vài lần không thấy kết quả, tiêu giác cũng bỏ cuộc. Cô hai tay trống trên cửa sổ thuyền, chợt nhớ tới thời niên thiếu, từng đi thuyền cùng các bạn học ở hiền sương quán đến Kim Lăng, khi đó cũng có tiêu giác. Lần đầu tiên ngồi thuyền, cô say sóng dữ dội, nôn nhiều lần trên thuyền, suýt nữa không chết trên thuyền. Bây giờ không còn say sóng nữa, nhưng năm đó các thiếu niên chạy khắp nơi, cuối cùng vẫn là tiêu giác ở bên cạnh cô. Cuộc đời khó đoán. Bên kia hình như có sân khấu kịch trên nước. Hỏa Yến vui mừng nói. Người chèo thuyền, có thể đưa thuyền đến đó một lần không? Người chèo thuyền lên tiếng. Được rồi. Vạch mái chèo, đưa thuyền đến gần sân khấu kịch trên nước. Sân khấu kịch này không biết dùng gì để dựng lên, chỉ thấy vài cọc gỗ trên mặt nước, trên đó dựng sân khấu. Xung quanh khán giả phải ngồi trên thuyền để xem, thấy người hát hí khúc trang điểm mặt, hát hết sức mình. Võ sinh múa rất đẹp, y y nha nha, dù nghe không hiểu nhiều, nhưng rất náo nhiệt. Có một chiếc thuyền bán nước uống, Hỏa Yến chạy đến đầu thuyền xem, thấy nhiều cô nương đang mua. Thấy Hỏa Yến nhìn say mê, người bán hàng rong cười giải thích. Cô nương! xem trò vui mệt mỏi rồi muốn uống gì không? Ta có đủ loại, lệ chi cao thủy, dương mai khát thủy, hành tô ẩm, mai hoa tửu, cam giá chấp, lộc lê tương, cam đậu thang. Hỏa Yến thấy trong bầy biển nhỏ có một cái nhìn tuyết trắng, băng lạnh, trên đó đổ màu đỏ, liền hỏi. Đó là gì? Đây là xa đường băng tuyết lãnh nguyên tử, ngọt mát, ăn một miếng, tuyệt đối không tiếc, cô nương, đến một chung nhé. Hỏa Yến cũng thèm, đang định nói thì tiêu giác hỏi. Đây là đồ lạnh, là lạnh. Người bán hàng rong vui vẻ trả lời. Đá không tan, rất mát mẻ. Không lấy cái này, đổi nóng. Hắn nói. Hỏa Yến ngạc nhiên, người bán hàng rong vẫn nhiệt tình. Vậy thì cam đậu canh nhé. Ta vừa nấu xong, rất ấm áp. À, cô nương bị rồi ướt đúng không? Người bán hàng rong cười, múc một muỗng cam đậu canh vào chén đưa cho Hỏa Yến, vừa nói. Uống nhiều một chút để ấm thân thể, Công tử thật chu đáo. Hỏa Yến chưa hiểu chuyện gì, lúc này cũng không tiện so đo lời nói của người kia, chỉ hỏi Tiêu Giác. "Ngươi không uống chút gì sao?" "Ta không uống đồ ngọt." Hắn quay người vào thuyền. Hỏa Yến liền hỏi người bán hàng rong, "Có gì không ngọt không?" "Tử tô ẩm không ngọt." Hỏa Yến lấy ra vài đồng tiền, "Cho ta một chén tử tô ẩm." Cô một tay cầm cam đậu canh, một tay cầm tử tô ẩm, đi theo Tiêu Giác vào thuyền, đưa tử tô ẩm cho Tiêu Giác cái này không ngọt, ta đã hỏi rồi, uống đi, ta mời ngươi. Tiêu giác không nói. Tiền là ta đưa ngươi, tấm lòng là chính, ngươi sao tính toán chi ly như vậy. Hỏa Yến tự múc một muỗng cam đậu canh, nước chè ngọt thanh, ấm áp, cô nheo mắt lại. Thật là ngon. Tiêu giác mỉm cười nói. Thật dễ nuôi, ngươi không biết. Hỏa Yến nói. Trước kia ta rất ít ăn ngọt, nhưng thật ra ta rất thích ăn ngọt. Cô nói. Tế dương thật tốt, ta cũng muốn làm người tế dương. Ngươi có thể ở lại đây, sao có thể được? Hỏa Yến thở dài. Còn nhiều việc khác phải làm. Khi đang nói chuyện, có vài chiếc thuyền đi tới, có người kinh ngạc tán thưởng. Hỏa Yến nhìn theo, thấy đầu thuyền có một nghệ nhân đang nặn tượng. Trên sân khấu hát gì, hắn nặn cái đó, cây cỏ cắm thành lỗ trên mặt tượng, giống hệt các nhân vật hát hí khúc, tay nghề thực sự xuất chúng. Hỏa Yến nằm sấp ở đầu thuyền, Nhìn chằm chằm bột nhào trong tay nghệ nhân nhanh chóng biến hóa, nghệ nhân cười hỏi: "Cô nương thích không, có thể mua một cái, ta có thể nặn một cái giống ngươi." "Thật sao?" "Tất nhiên." Hỏa Yến có chút hứng thú, nhưng do dự một chút. "Vẫn thôi đi." Tiêu Giáp đang nấu gì đó trên lò trà, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Tại sao không muốn?" Hỏa Yến xoay người, nói khẽ: "Bây giờ ta là nữ tử, có thể mua, nhưng nếu về lại vệ sở, phải ăn mặc như nam tử mang theo tượng này không tiện lỡ bị người phát hiện làm chứng cớ thì không ổn đã vậy thì ném đi mua làm gì tiêu giác nhìn cô chăm chú bỗng nhiên cười nói ngươi người này vóc dáng nhỏ nhưng tính toán nhiều hắn gõ ngón tay ném một sâu tiền lên bàn nghệ nhân làm cho cô ấy một cái nghệ nhân cười tùm tìm nhận tiền được rồi hỏa yến vội quay đầu đi đến bên tiêu giác ngươi sao lại mua mua về, rời tế dương ta cũng không thể mang đi, làm gì lãng phí tiền. Ngươi không phải thích sao? Hắn cười nói. Thích thì mua, trên đời này, nếu vì sợ mất mà không tranh thủ, thật không thú vị. Thấy Hỏa Yến vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hắn diễu cợt, nhưng giọng nói rất bình tĩnh. Hòa đại tiểu thư, đây là tế dương, hôm nay ngươi có thể làm tất cả những gì ngươi muốn, không cần lo lắng gì. Ngươi nguyên bản thế nào, thì là thế ấy. Thích gì, ghét gì, cứ nói thẳng không cần làm oan chính mình cũng không cần lừa gạt người hỏa yến nhất thời không nói gì không biết nói gì sau một lúc cô nói ta thực sự có thể làm gì cũng được tiêu giác nhún vai muốn làm gì thì làm hỏa yến ngồi xuống nghệ nhân nặn tượng tay nghề rất giỏi chẳng bao lâu đã nặn xong gọi hỏa yến cô nương tượng nặn xong rồi hỏa yến cảm ơn nhận tượng từ tay nghệ nhân tượng nặn rất tinh xảo góc váy và đường viền đều giống hệt cô, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, cô nhìn chăm chú, sau đó dơ tượng hỏi tiêu giác. Đồ đốc, ngươi thấy giống ta không? Tiêu giác lạnh lùng trả lời. Đẹp hơn ngươi nhiều. Hỏa Yến đã quen bị hắn chọc ghẹo, không giận, chỉ đắc ý nói. Thì ra ta nhìn cũng thật giống nữ nhân. Cô thấy tiêu giác đang vớt gì đó từ lò nhỏ, đổ vào chén, Hỏa Yến đi qua xem, không biết lúc nào, tiêu giác đã nấu một bát mì chay, mì trắng như tuyết, thêm chút xì dầu, không có hành, chỉ có một quả trứng nằm trong, một chút rau xanh, tỏa mùi thơm ngát. Hỏa Yến ngạc nhiên, cô mày nhìn cảnh ngoài và ăn uống, không biết tiêu giác nấu mì từ lúc nào, cô hỏi. Đồ đốc, người đói không? Tiêu giác không nói gì, chỉ đầy bát mì trước mặt cô, đưa đũa. Ăn đi, cho ta. Hỏa Yến nhận đũa, ngạc nhiên. Sao lại thế, ta mua nhiều đồ ăn rồi, cũng không. Chữ. Đói bụng chưa kịp nói ra chỉ nghe thấy nam tử trước mặt bình thản nói hôm nay không phải sinh nhật ngươi sao hỏa yến ngạc nhiên sau một lúc cô hỏi làm sao ngươi biết dù nói trước mặt thôi việt chi cô cũng nói là sau xuân phân vài ngày hòa đại tiểu thư tiêu giác chậm rãi nói ngươi có biết không khả năng lừa người của ngươi rất phiêu hốt đôi khi có trăm ngàn chỗ hở hỏa yến không nói gì một lúc sau cô nhẹ giọng vậy nên hôm nay ngươi tốt với ta như vậy là vì ngươi biết hôm nay là sinh nhật ta đúng không tốt tiêu giác nhướng mày ngươi có vẻ hiểu lầm về tốt ta tốt với ngươi sao không phải hòa yến thầm nghĩ ngoài liễu bất phong cô chưa từng gặp ai tốt với cô như tiêu giác chưa từng ai nhớ sinh nhật cô trong ngày sinh nhật họ gọi cô hòa như phi đó là sinh nhật của hòa như phi không phải của cô nhưng hôm nay bát mì thọ này là tiêu giác làm cho. Hòa Yến. Cô ngừng đầu, nhìn tiêu giác, cười nhẹ nhàng nói. Đồ đốc, người đối với ta thật tốt, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ khoe mắt cong cong, rõ ràng cười, nhưng bị hơi nóng làm vành mắt đỏ lên, tiêu giác có chút ngẩn người, đang định nói gì thì Hòa Yến đã cúi đầu ăn mì. Hắn cũng không nói gì thêm. Trời đã tối hẳn, bầu trời như mực, lấp lánh muôn ngàn sao, trong nước cũng phản chiếu ánh sao, như một dòng sông tinh tú, che phủ chiếc thuyền cũ mộng mơ. Người chèo thuyền chậm rãi chèo, không biết từ lúc nào, đã rời khỏi đoạn sông phồn hoa nhất, xung quanh ít thuyền hơn, có gió lạnh thổi qua. Gió thổi làm tâm hồn thêm vui vẻ. Một chút ánh sáng xanh thấm từ mặt nước lướt qua, đứng tại đầu thuyền. Người chèo thuyền đã dừng chèo, thuyền nhỏ lặng lẽ trôi nổi trên nước. Hỏa Yến kéo tiêu giác ra ngoài nhìn, thấy suối nước bên cạnh, rừng sâu, Vô số điểm sáng lập lè, quanh quần mặt nước, quanh quần cây rừng, như những hạt mưa phát sáng, ngàn điểm ánh sáng, chiếu vào mắt người. Thật đẹp! Hỏa Yến cảm thán. Trải qua những năm đó, không phải không gặp cảnh đẹp, chỉ là trên đường Tòng Quân, không có tâm tư thưởng thức. Tính ra, đã rất nhiều năm không có dịp quên đi tất cả như thế này. Đêm như thế này, cô cả đời cũng không quên. Hỏa Yến quay đầu, thấy tiêu giác nằm ở đầu thuyền, hai tay gối sau đầu. Nhìn đom đóm trước mắt. Cô suy nghĩ, cũng nằm xuống bên cạnh tiêu giác, bắt trước hai tay gối sau đầu, ngắm nhìn ánh sáng đom đóm giữa gió đêm, như thể ánh sao ngay trong tay. Hôm nay sinh nhật, là sinh nhật vui vẻ nhất của ta, đồ đốc, cảm ơn ngươi. Cô nói. Tiêu giác không bình luận, nói. Sinh nhật, không phải đều cầu nguyện sao? Nói đi, cầu nguyện đi, cầu nguyện. Hỏa Yến nói. Ta không có nguyện vọng gì. Khẩn cầu thượng tiên ban ân thực ra là tự lừa mình, muốn gì thì tự mình tranh thủ. Đàm bạc vậy sao, nếu phải nói, ta hy vọng trên đời có một người đến vì ta. Không phải vì hòa như phi, không phải vì phi hồng tướng quân, chỉ vì cô, vì cô mà đến. Nguyện vọng này là gì? Tiêu giác cười nhạo. Ta tưởng ngươi muốn nói thăng quan tiến tước, kiến công lập nghiệp, ít nhất cũng là vào cửu kỳ doanh. Trong rừng điểm điểm ánh sáng, rực rỡ dưới ánh trăng. Có lẽ tối nay phong cảnh đẹp, Lòng nàng cũng muốn nói nhiều hơn. Cô nói: "Đồ đốc, ngươi có nhận ra không, từ khi ta cùng ngươi, luôn là làm thế thân cho người khác. Lúc là Trình Lý Tố, lúc là Ôn Ngọc Yến, lần sau không biết sẽ là ai." Tiêu Giác hỏi, thấy uất ức, "Không phải, chỉ là." Cô buồn vô cớ nhìn xa xăm, "Có khi làm thế thân quá lâu, khó tránh khỏi quên mình là ai." "Đồ đốc, ngươi nhất định phải nhớ tên ta. Ta tên Hòa Yến." thiếu nữ mặt hướng bầu trời khẽ mỉm cười tiêu giác nghiêng đầu nhìn lại thấy ánh mắt cô trong trèo trong niềm vui sướng dường như chứa một lớp buồn bã trong quá khứ không thấy như có vô số nỗi khổ không nói nên lời cuối cùng đều bị nuốt xuống hắn quay đầu lại nhìn lên bầu trời đồng bằng lấp lánh ánh sáng dòng sao như thác nước gió lạnh thổi qua má mặt nước nặng nề vô định đêm nay không biết sẽ có bao nhiêu người mơ đẹp bao nhiêu người nhìn thấy ánh sáng mở trong đêm khuya Thanh niên nhếch miệng chậm rãi nói: "Tên khó nghe như vậy, nghe một lần là nhớ. Không cần lo lắng ta quên." Hoa 139, đại tiểu thư liễu Hoa bất phong. Yến. Con thuyền nổi trên mặt nước, đom đóm dần dần ẩn nấp vào nơi rừng sâu. Thiếu nữ dựa vào vai chàng trai vô thức ngủ thiếp đi. Người lái đò từ đầu thuyền đứng lên định nói chuyện, nhưng tiêu giác lắc đầu ra hiệu không nói. Người lái đò hiểu ý, không đánh thức nàng, cũng không trèo thuyền để mặc con thuyền trôi tự do. Tiêu giác ngồi đó, nhìn về phía mặt nước, mặt nước tĩnh lặng, gió thổi qua tạo thành những gợn sóng. Hắn lại nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang ngủ say dựa vào vai mình, nàng không giống các cô gái khác thích trương diện, ngủ không có hình tượng chút nào, bên môi còn có dấu vết nước miếng. Hắn có chút ghét quay đầu chỗ khác, rồi nhìn về phía xa mặt nước, không lâu sau, lại cúi đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Cuối cùng cũng không đẩy nàng ra. Hỏa Yến khó khăn lắm mới có một giấc ngủ ngon, mơ màng còn mơ một giấc mộng đẹp, nhưng khi tỉnh dậy thì quên hết. Khi mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường mềm trên thuyền, còn có một tấm đệm mỏng phủ lên. Nàng ngồi dậy, thấy tiêu giác ngồi ở mũi thuyền, liền gọi một tiếng. Thiếu ra. Hắn quay đầu nhìn Hòa Yến một chút, chỉ nói. Rửa mặt đi, chúng ta phải trở về. Hòa Yến ngạc nhiên một lúc, mới phát hiện họ đã ở suối Lạc Huỳnh cả đêm, xung quanh không còn thấy đom đóm, chỉ còn lại mình họ. Hỏa Yến vừa ngáp, vừa dùng nước sạch trên thuyền rửa mặt, chải đầu, vì không có Thúy Kiều và Hồng Tiếu bên cạnh, nên nàng tự búi tóc một cách vụng về. Sau khi rửa mặt xong, nàng ra đầu thuyền, nghe thấy người lái đò nói chuyện với tiêu giác. Công tử, từ suối đi về phía trước vài chục bước có một trạm dịch. Bên cạnh trạm dịch có thể thuê xe ngựa, công tử và cô nương có thể ngồi xe ngựa trở về. Ban ngày kênh đào không cho thuyền đom đóm qua. Tiêu giác đã trả tiền cho người lái đò, rồi đi lên bờ, nói với Hỏa Yến. Đi thôi. Hỏa Yến cũng cảm ơn người lái đò một tiếng, rồi mau chóng lên bờ. Lúc này là sáng sớm, sương mai còn đọng trên lá cây, mang theo chút hơi lạnh. Hỏa Yến lại ngáp một cái, hỏi tiêu giác. Đồ đốc, đêm qua ta ngủ thiếp đi sao? Sao ngươi không đánh thức ta, còn ở đây muộn vậy? Tiêu giác cười lạnh nói. Không biết ai đêm qua ngủ ngáy to, gọi cũng không dậy. Không phải đâu. Hòa Yến nghi ngờ. Ngươi đang đùa ta à? Ta cũng không phải ngươi. Hai người vừa nói vừa đi, không xa lắm, quả nhiên gặp một trạm dịch như người lái đỏ nói. Bên cạnh trạm dịch có một tiệm mì, chủ quán đang nấu mì trong nồi sắt lớn, mùi thơm ngào ngạt. Buổi sáng chưa ăn gì, Hòa Yến cảm thấy đói bụng, liền nói. Chúng ta ăn chút gì rồi ngồi xe ngựa. Nói xong, cũng không đợi tiêu giác trả lời, liền dẫn đầu gọi chủ quán. Hai bát mì một lồng bánh bao. Nàng ăn rất ngon miệng, kéo tiêu giác ngồi xuống một bàn ngoài liều cỏ, bánh bao mới ra lò còn nóng, hỏa yến cầm trong tay, phồng má thổi trong nguội. Tiêu giác thì không vội như nàng, chờ mì đến rồi mới ăn chậm rãi, nhìn hỏa yến ăn đến chảy mỡ, hắn cũng chỉ thấy buồn cười. Ngươi đừng nhìn ta cười. Hỏa yến nói. Giống như ta rất mất mặt vậy. Tiêu giác trả lời. Ngươi nhìn xung quanh mà xem, có ai ăn xấu như ngươi không? Hỏa Yến lén nhìn xung quanh, lúc này còn sớm, những người đến ăn đều là người đi đường hoặc dừng lại nghỉ ngơi. Ngồi bên cạnh nàng là một đôi tổ tôn, lão phụ nhân tóc hoa dâm, mặt mũi hiền lành, bên cạnh là tiểu cô nương khoảng 11-12 tuổi, mặc áo choàng bẩn, nửa mặt chôn dưới nón lá, im lặng cúi đầu ăn. Hai người này quần áo rất mộc mạc, chắc là đi đường chưa kịp sửa soạn. Khi Hỏa Yến nhìn, lão phụ nhân ngơ ngác một chút rồi cười hỏi. Cô nương, không có việc gì, Hỏa Yến cười trả lời. Tiêu Giác nhướng mày, ngay cả tiểu quỷ tướng ăn còn nhã nhặn hơn ngươi. Lời này thật đúng, tiểu cô nương mặc dù bẩn, nhưng ăn rất tao nhã, không giống người nhà bình thường. Hỏa Yến tự nghĩ, dù khi còn làm Hòa Như Phi, nàng cũng không tao nhã hơn. Khó trách Tiêu Giác cười nhạo nàng, nhưng người tế dương toàn là cao thủ sao? Nhìn lão phụ nhân này không có cảm giác như vậy. Hỏa Yến quay đầu, nhìn lão phụ nhân kia cười nói, đại nương đây là tôn nữ của ngài sao dáng dấp thật anh tuấn đúng vậy lão phụ nhân ngạc nhiên rồi cười hỏa yến nhìn tiểu cô nương cô bé không phản ứng chỉ cúi đầu ăn lão phụ nhân giải thích bé gái sợ người lạ cô nương đừng để ý hỏa yến cười nói sao lại để ý bé thật đáng yêu các ngươi vào thành sao không trong nhà có tang mang bé gái về chịu tang hỏa yến gật đầu Nói câu chia buồn rồi quay lại ăn cơm. Ăn ăn, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không rõ là gì. Nhìn Tiêu Giác, hắn đã ngừng đũa, nhìn cặp tổ tôn kia suy nghĩ. Hỏa Yến khẽ nói, "Đồ đốc, ta cảm thấy có gì đó không đúng." Tiêu Giác nhìn nàng, đột nhiên đứng dậy, đi đến cặp tổ tôn kia. Hỏa Yến vừa hỏi, lão phụ nhân sắc mặt không tốt, vội ăn xong, muốn kéo tiểu cô nương đi, nhưng bị ngăn lại một nam nhân trẻ tuấn mỹ đứng trước mặt họ dáng người thẳng ánh mắt tĩnh lặng nhìn tiểu cô nương dưới áo choàng nhạt nói nói chuyện tiểu quỷ lão phụ nhân ôm tiểu cô nương bảo vệ công tử muốn làm gì ta không biết người tế dương từ khi nào gan lớn thế này ban ngày dám bắt người tiêu giác nhướng mày người què hỏa yến giật mình đúng nàng cảm thấy có gì không đúng vì giữa tiểu cô nương và lão phụ nhân có khoảng cách không giống tổ tôn từ đầu đến cuối, khi cô nương ăn, lão phụ không hỏi thăm gì, nếu thật là tổ tôn, tổ mẫu sẽ hỏi tôn nữ có nóng không, có hợp khẩu vị không. Dù sao cũng phải bao dung một chút, không phải tự sinh tự diệt như vậy. Thoạt nhìn tự ái, nhưng hành xử không tự ái, không giống tổ mẫu, mà như người què giấu mặt. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lão phụ nhìn tiêu giác, nói. Đây là tôn nữ của ta, ngươi đừng ngậm máu phun người. Có phải tôn nữ không, hỏi một chút liền biết tiêu giác nói nói chuyện tiểu quỷ tiểu cô nương không nhúc nhích ngươi lão phụ muốn kéo tiểu cô nương đi hỏa yến dùng roi cuốn áo choàng áo choàng rơi xuống lộ ra tiểu nữ hài bị che mặt hỏa yến cầm roi ngọc do tiêu giác đoạt phong giúp nàng thắng được dùng rất tốt dưới áo choàng nữ hài sạch sẽ xinh đẹp mắt đầy nước mắt miệng im lặng bị điểm huyệt. ngươi đối xử với cháu gái mình không tốt lắm Tiêu giác cười lạnh. Lão phụ thấy tình thế không tốt, hét lớn. Xen vào việc của người khác. Từ trong miệng phát ra tiếng còi cao vút, những người xung quanh rút kiếm đâm tới tiêu giác và hỏa yến. Có thích khách. Hỏa yến nói, trong lòng kinh ngạc, nhiều người như vậy, chắc không phải người què. Người què chỉ muốn hành động bí mật, nếu bị phát hiện sẽ trốn. Bà lão này không trốn, còn có nhiều đồng bọn, chắc chắn có chỗ dựa, hoặc là... Nàng nhìn tiểu cô nương bị điểm huyệt, hoặc là bị hạ độc. Tiểu cô nương này có lai lịch gì mà phải dùng lực lượng lớn như vậy? Tiêu giác không mang kiếm, dùng bát trà trên bàn làm ám khí, ném về phía trước chặn kiếm địch. Hỏa yến ném roi cho hắn. Dùng cái này. Nàng nhặt một cái côn sắt. Chủ quán tiệm mì sợ hãi trốn dưới bàn. Trong lúc đó, tiếng binh khí vang lên không ngừng. Hỏa yến đấu với họ, biết ngay họ không phải người què bình thường, nếu không sao lại có thân thủ tốt, ra tay tàn nhẫn, rõ ràng muốn giết người diệt khẩu. Tiểu cô nương vẫn đứng đó, lão phụ thấy hỏa yến và tiêu giác bị cuốn lấy, lôi kéo tiểu cô nương, nhảy lên một con ngựa, thân thể linh hoạt không giống người già, vùng roi, ngựa chạy nhanh. Không tốt, hỏa yến nói. Nàng muốn chạy. Hỏa yến nhìn tiêu giác bị vây, nói. Thiếu gia, ngươi ngăn họ, ta truy. Dịch chảm có nhiều ngựa, hỏa yến nhảy lên một con, đuổi theo lão phụ. Ra khỏi đường thành là đại lộ, nhưng bà lão không đi đại lộ, chọn đường nhỏ. Hỏa Yến đuổi theo, suy nghĩ, khi đánh nhau tiểu cô nương không nhúc nhích, chắc bị hạ độc hoặc điểm huyệt. Họ phải mang tiểu cô nương đi, chắc nàng rất quan trọng với họ. Hỏa Yến cưỡi ngựa giỏi, dù lão phụ chạy đường tắt, cũng không bỏ được Hỏa Yến, trong lúc cấp bách, mắng. Số nhà đầu, đừng tìm chết, thả người, ta sẽ tha ngươi. Hỏa Yến nói. Ngươi đừng uống rượu phạt. Lão phụ hừ một tiếng, roi mạnh, ngựa phi nhanh, hỏa yến đạp lưng ngựa, dùng roi ngựa quấn đầu ngựa lão phụ, hai ngựa gần nhau, ngựa chấn kinh, hỏa yến vọt lên, túm lấy cô nương, cả hai lăn xuống đất. khi kết thúc, hỏa yến phát hiện tiểu cô nương bị hạ độc, chỉ có thể làm động tác nhẹ, khó trách lúc ở tiệm mì nàng không phản ứng. hỏa yến cười áo huyệt, chưa kịp hỏi rõ tên cô nương, lão phụ cười lạnh, rút nhuyễn kiếm, lãnh đạm nói: xen vào việc của người khác, đâm về phía hỏa yến hỏa yến đẩy tiểu cô nương ra, bản thân nghênh đón, nàng không vũ khí, côn sắt rơi mất, đành dựa vào thân thủ tránh kiếm. Các ngươi là ai? Hỏa yến vừa tránh vừa hỏi, kinh ngạc với thân thủ của phụ nhân. Bắt tiểu cô nương này vì sao? Phụ nhân cười lạnh, vung kiếm. Ngươi nhiều lời, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương. Hỏa yến nhướng mày. Điểm này công phu muốn giết ta, khinh thường quá. Nàng lật lên, tránh kiếm, bước chân linh hoạt, đến sau lưng phụ nhân, đánh trúng lưng, đoạt kiếm. Đáng giận. Phụ nhân giận dữ. Có kiếm trong tay, Hỏa Yến nhanh chóng đẩy lùi phụ nhân, sắp thắng. Hỏa Yến nói. Ngươi đầu hàng, có hy vọng sống. Chướng mắt. Phụ nhân hét lớn, rút từ tóc ra một cái châm bạc, biến thành trùy thủ. Nàng không dùng trùy thủ đối phó Hỏa Yến, mà hướng trùy thủ vào tiểu cô nương. Tiểu cô nương bị hạ độc, không động đẩy, nhìn trùy thủ cắm vào ngực, Hỏa Yến thu kiếm cứu nhưng không kịp ầm um. một tiếng chỉ thiếu chút nữa trùy thủ cắm vào ngực thiếu nữ có vật gì đâm vào trùy thủ đánh lệch rơi xuống đất hỏa yến đâm xuyên ngực lão phụ bà ta trừng mắt không tin có người đánh lệch trùy thủ phun máu tắt thở từ rừng sâu một người đàn ông gầy gò xuất hiện khoảng hơn 40 tuổi nhưng rất phiêu giật toàn thân áo trắng tóc dài buộc bạch lụa như kiếm khách lại như nhạc công mặt mày sáng sủa dâu dài không lôi thôi thêm vài phần hào sảng tiêu sái. Hỏa Yến ngây dại khi thấy người này, người áo trắng đến gần, đỡ tiểu nha đầu run lẩy bẩy, rồi nhìn Hỏa Yến. Hỏa Yến thì thào, "Sư phụ." Hắn không kinh ngạc, chỉ ngoài ý muốn nhận nhau. À, A à, Hỏa Yến đợi tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên ngạc nhiên vì gặp Liễu Bất Phong ở đây hay vì Liễu Bất Phong có thể nhận ra mình hiện giờ đã thay đổi. Liễu Bất Phong giải huyệt cho tiểu nha đầu, Tiểu cô nương ho khan vài tiếng, nhìn về phía bọn họ, không nói gì. Hỏa Yến không tìm được, hỏi liễu bất phong. Sư phụ, ngài làm sao, nhận ra con? Người từng thấy mặt Hỏa Yến dưới mặt nạ, ngoài hòa ra, chỉ có liễu bất phong. Trong trận chiến mạc huyện, đồng bào đều chiến tử, nếu không nhờ liễu bất phong cứu nàng từ đống người chết, Hỏa Yến cũng không biết mình hiện giờ ở đâu. Liễu bất phong biết nàng là nữ tử và đã gặp mặt nàng, nhưng bây giờ mặt nàng đã không còn là hứa đại nái nái như xưa hắn mỉm cười kiếm pháp của ngươi rất đặc biệt lại có lẫn với kiếm pháp của ta một chút là có thể nhận ra làm sao ngươi cải trang sao hỏa yến không rõ lắm chỉ nói mơ hồ chuyện này dài lắm để sau này kể nhưng sư phụ ngài tại sao lại ở đây trong thành tế dương có người khả nghi ta nghi là người ô thác một đường truy đuổi đến đây hắn nhìn về phía thi thể lão phụ trên mặt đất. Nghe thấy tiếng đánh nhau ở đây, nên sang xem, đã xảy ra chuyện gì. Ngươi biết tiểu cô nương này sao? Hỏa Yến lắc đầu. Không biết, ta cùng bạn bè đi ngang qua đây, đang ăn trong tiệm mì, thấy phụ nhân này dẫn tiểu cô nương khả nghi, ban đầu nghĩ là người què, không ngờ quanh đây lại có thích khách, nghi là không đơn giản là kẻ xấu. Đang nói, sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa, hai người nhìn lại, thấy tiêu giác cưỡi ngựa tới. Gần đến chỗ bọn họ thì ghim ngựa dừng lại, tung người xuống ngựa, đi đến bên Hỏa Yến, nhíu mày hỏi. "Người nào? Người một nhà, người một nhà?" Hỏa Yến vội giải thích, "Đây là ta, sư phụ, sư phụ." Tiêu Giác ngạc nhiên, "Sư phụ gì? Ta học được bản lĩnh này là nhờ cao nhân chỉ điểm. Đây chính là sư phụ của ta, bao năm không gặp, hôm nay gặp lại ở đây, ta thật bất ngờ. Nếu không nhờ nàng giúp, tiểu cô nương này đã mất mạng." Liễu Bất vong nhìn Tiêu Giác, mỉm cười. Tại hạ Liễu Bất vong, các hạ là Kiều Hoán Thanh, Tiêu Giác đáp. Thiếu gia, vừa rồi những người kia đâu? Hỏa Yến hỏi. Đánh không lại liền chạy, Tiêu Giác lạnh lùng. Nhưng ngươi, làm sao lại đến đây nói chuyện? Những chuyện này sau hãy nhắc lại. Hỏa Yến chuyển chủ đề. Những người này ồn ào chỉ để bắt một tiểu cô nương, không hợp lý. Tiểu cô nương, ngươi tên gì, ở đâu, là con nhà ai? nàng quay sang hỏi đứa nhỏ tiểu cô nương xinh đẹp dù còn nhỏ nhưng có thể thấy là mỹ nhân tương lai nàng dường như bị kinh hãi ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nhếch môi không nói hỏa yến hỏi vài lần nàng cũng không trả lời cuối cùng quay mặt đi chẳng lẽ thật là một cái câm điếc hỏa yến thắc mắc ngươi mới là câm điếc tiểu nha đầu tức giận đáp ngươi biết nói mà sao vừa rồi không trả lời nàng hỏi tiểu nha đầu không để ý có thể là mới gặp chuyện xấu, không tin người khác, không sao, qua chút thời gian sẽ tốt." Liễu Bất Phong cười nói. Hỏa Yến thở dài, nhìn Tiêu Giác, "Thiếu gia, nếu không đưa đứa nhỏ này về để thôi đại nhân định đoạt, nếu là cô nương nhà nào, thôi đại nhân sẽ biết." Tiêu Giác gật đầu. Tiểu cô nương nghe thấy, "Thôi đại nhân." Ánh mắt thoáng động, nhưng chỉ thoáng qua, rồi cúi đầu, che giấu cảm xúc. Liễu Bất Phong cười, "Nếu thế, ta xin từ biệt." Hỏa Yến hơi bất ngờ, Liễu Bất Phong luôn như vậy. Hỏa Yến từ khi biết hắn đã cảm thấy hắn dường như không vướng bận gì, hài lòng mọi thứ. Nàng chưa từng thấy Liễu Bất Phong có bạn bè, cũng không thấy hắn giao lưu với ai. Hắn dường như không cảm thấy cô độc và không quá thương cảm mỗi lần chia tay. Hỏa Yến năm đó cùng hắn cao biệt, còn không muốn, nhưng Liễu Bất Phong chỉ nói: "Thiên hạ không có buổi tiệc không tan, a à hòa, ngươi chỉ cần lớn lên." Chợt gặp cố nhân, còn chưa kịp ôn chuyện đã phải chia tay hòa yến chua xót kéo tay áo liễu bất phong sư phụ ta ta bây giờ ở nhà bạn bè nhà hắn rất lớn ngài không muốn về cùng chúng ta sao ta còn nhiều chuyện muốn hỏi ngài tiểu giác ánh mắt rơi vào tay nàng kéo tay áo liễu bất phong nhíu mày không nói gì liễu bất phong cười bất đắc dĩ a à, hòa ngươi làm sao còn như đứa bé ta đã lâu không gặp sư phụ ta còn tưởng sẽ không gặp lại ngài hỏa yến không buông tay ngài không nói ô thác sao chắc chắn liên quan đến ô thác cần báo cho mông tắc vương nữ điện hạ ngài đi cùng ta ta biết vị quan viên cùng vương nữ điện hạ lớn lên quan hệ rất tốt cũng tốt đem việc này báo cáo liễu bất vong ngạc nhiên vương nữ hỏa yến gật đầu không sai sư phụ ngài nghĩ ô thác đột nhiên xuất hiện ở tế dương vốn đã không tầm thường tế dương thông hành từ trước đến nay không dễ đừng nói là ô thác chính đại ngụy đến đây cũng phải nhiều lần kiểm tra, ô thác có thể giấu kín ở tế dương, nói rõ điều gì. Tóm lại, việc này rất đáng ngờ, chúng ta nên đồng hành. Liễu bất phong do dự. Tiêu giác ôm vai, nhìn bọn họ, cười nhẹ. Đúng vậy, liễu tiên sinh, không bằng cùng chúng ta trở về, cùng đồ nhi ngoan của ngài nghiên cứu kỹ lưỡng. Tính sau một lúc, liễu bất phong cười. Tốt, ta sẽ đi cùng các ngươi, chỉ hy vọng không gây phiền hỏa yến nhẹ nhàng thở ra dù giữ liễu bất phong bên người cũng không biết làm gì nhưng gặp lại sư phụ kiếp trước thật không muốn chỉ nói vài câu rồi chia tay dù sao nhớ được hòa yến thật sự không nhiều chúng ta về dịch trạm thuê xe ngựa về thôi phủ hỏa yến nói với tiêu giác thở dài tối qua một đêm không về không biết thôi đại nhân có lo lắng không liễu bất phong ánh mắt di chuyển giữa tiêu giác và hỏa yến có suy nghĩ từ lão phụ cứu tiểu cô nương thân thể mềm nhũn đi không nổi mỗi bước lại muốn ngã hỏa yến nghĩ rồi ngồi xuống trước nàng tiểu cô nương lên đây đi tiêu giác hỏi ngươi làm gì nàng không nhúc nhích ta cóng nàng về dịch trạm hỏa yến đáp nếu không cũng không biết làm sao nàng không biết mình đến kỳ kinh nguyệt tiêu giác im lặng một lúc nói ta cóng ai hỏa yến bất ngờ tiểu cô nương không hài lòng ta là nữ tử ngươi là nam tử, ngươi sao có thể cóng ta? Ta muốn nàng cóng, tiểu quỷ. Tiêu giác lạnh lùng. Ngươi nói thêm câu nữa, ta sẽ ném ngươi mặc kệ. Tiểu quỷ gặp đô đốc bất cận nhân tình, không dám nói thêm, sợ tiêu giác vứt xuống, hỏa yến nhìn tiêu giác cõng tiểu cô nương, đi về dịch trạm. Đến dịch trạm, mọi người cũng mất hướng ăn sáng, chỉ thuê một chiếc xe ngựa, gọi phu xe về thôi phủ. Ngồi trên xe ngựa, xe lắc lư hướng về phía trước, Hòa Yến và Tiêu Giác ngồi một bên, Tiểu Cô Nương và Liễu Bất Phong ngồi bên kia. Mọi người im lặng, Tiêu Giác đột nhiên hỏi. Liễu Tiên Sinh là sư phụ Hòa Yến. Liễu Bất Phong cười. Đúng, Liễu Tiên Sinh thân thủ chắc chắn xuất sắc, không đảm đương nổi, xuất sắc, hai chữ. Tiêu Giác cười nhẹ. Làm sao lại muốn thu Hòa Yến làm đồ đệ, dù sao vị này. Hắn dừng lại, giọng có chút châm biếm. Ngoài thấp và đần, không thấy thiên tư khác. Hỏa Yến không để ý tiêu giác nói mình thấp đần, chỉ sợ liễu bất phong nói ra, nên vội vàng mở miệng trước. Ai nói, năm đó ta ở Sóc Kinh, ngẫu nhiên du lịch, gặp sư phụ thu đồ đệ, duyên phận, trong ngàn vạn người, sư phụ thấy ta tư chất thông minh, ngày sau có việc làm, nên thu làm đồ đệ, dạy võ nghệ. Chỉ là sư phụ, Nhàn Vân Giá Hạc, đã rời khỏi Hồng Trần, dạy ba năm, rồi phân biệt Vân Du Tứ Hải. Đây là lần đầu tiên gặp lại sau bao năm nàng giải thích rõ ràng chỉ mong tiêu giác không hỏi thêm tiêu giác nhìn liễu bất phong có đúng không liễu bất phong nhìn hỏa yến một chút nói đúng dạng này thanh niên gật đầu không tiếp tục nói gì hỏa yến thở phào đúng lúc này liễu bất phong nhìn nàng hỏi a à, hòa ngươi cùng kiều công tử quan hệ thế nào hoác vấn đề này khó trả lời bây giờ nàng là ôn ngọc yến tiêu giác là Kiều Hoán Thanh. Nếu nói về quan hệ, dĩ nhiên là phu thê. Nhưng Liễu Bất Phong biết thân phận thật của nàng, còn có tiểu cô nương không rõ lai lịch. Nếu nàng này nhận biết thôi việc Chi, không thể nói lỡ miệng. Nhìn tiêu giác, hắn dựa vào xe ngựa, chờ nàng trả lời. Kiều Công Tử, là phu quân ta. Hỏa Yến kiên trì, khó khăn nói. Liễu Bất Phong kinh ngạc. A à, Hòa, mấy năm không gặp, người đã thành thân. Đúng vậy. Hỏa Yến miễn cưỡng cười. Cũng tốt, liễu bất phong gật đầu. Có người bầu bạn, ta cũng yên tâm. Hỏa Yến, nói nhiều lần nói dối, Hỏa Yến lần đầu hiểu, cái gì gọi là rời lên đá đập chân mình. Đúng lúc này, về đến Thôi Phủ, chỉ có mấy di nương, vệ di nương thấy bọn họ an toàn về, thở phào, vỗ ngực. Hôm qua hoán thanh công tử truyền tin nói sáng nay về, phòng bếp nhỏ làm sớm, còn chưa thấy người, thiếp thân lo có chuyện giờ yên tâm nàng nhìn tiểu cô nương và liễu bất phong hỏi hai vị này là đây là cố nhân của ta không ngờ lại gặp ở tế dương hỏa yến cười bá phụ đâu đại nhân vào vương phủ vương nữ điện hạ triệu không biết khi nào về hỏa yến và tiêu giác nhìn nhau thôi việt chi không có ở đây lần này đành phải dàn xếp cô bé này trước ngọc yến cô nương và hoán thanh công tử có dùng điểm tâm thiếp thân sẽ hâm nóng ta và phu quân đã ăn rồi. Hỏa Yến cười. Nhưng vì tiểu muội muội này và tiên sinh chưa ăn, xin làm xong đưa đến phòng ta, thêm nước nóng, tiểu muội muội cần tắm rửa. Vệ Di Nương vội đáp ứng. Hỏa Yến dẫn tiểu cô nương về phòng mình, giao cho Thúy Kiều và Hồng Tiếu, dặn dọn dẹp sạch sẽ. Vừa phân phó xong, Lâm Song Hạc đến. Cả đêm không về, cuối cùng đã về. Đom đóm có đẹp không, ta nên đi cùng các ngươi, tiếc nuối không nhìn thấy. Hắn bước vào phòng, nhìn thấy Liễu Bất Phong, ngạc nhiên hỏi. "Vị này là sư phụ ta?" Hỏa Yến nói. "Họ Liễu, tên Bất Phong, Liễu sư phụ tốt." Lâm Song Hạc ôm quyền hành lễ, ngạc nhiên. "Liễu sư phụ sao lại ở đây? Có phải muội muội ngươi đến tế Dương trước đó nói cho tiên sinh này?" Lời này làm Hỏa Yến lo lắng, nàng vội nói. "Không có, tuyệt đối không có." Hiểu lầm, Liễu Bất Phong cười. "Ta là người tế Dương." trước gặp tiểu đồ ở Trung Nguyên, bao năm không gặp, lần này tình cờ gặp lại. Thì ra là thế. Lâm song hạc cười. Tiên sinh xem xét không là người bình thường, mới dạy ra đồ đệ xuất sắc. Liễu bất phong chỉ cười không nói. Hỏa Yến thấy có chút e lệ, nói. Thiếu gia, Lâm Huynh, có thể đi phòng cách vách một chút, ta và sư phụ có nhiều chuyện muốn nói. Có gì chúng ta nghe chung? Lâm song hạc cười. Ta còn muốn biết hòa muội muội quá khứ ra sao? Tiêu Giác liếc hắn, đi ra ngoài, nói: "Đi, không nghe chút sao?" Lâm Song Hạc không cam tâm. "Muốn nghe tự nghe." Thấy Tiêu Giác đi ra, Lâm Song Hạc cũng đành đi theo, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn Hỏa Yến và Liễu Bất Phong. Hỏa Yến giúp Liễu Bất Phong cởi áo, đặt lên bàn, chuyển ghế. "Sư phụ, ngồi trước." Lại rót trà. Liễu Bất Phong mỉm cười, ngăn nàng, nói: "Đủ rồi, A à, Hòa, ngồi xuống." Một câu a à, hòa, quen thuộc, suýt nữa làm Hòa Yến khóc. Nàng ngồi xuống, nói: "Sư phụ, trong nháy mắt, giống như trở về nhiều năm trước, nàng cùng Liễu Bất Phong ở Thâm Sơn. Năm đó trong trận chiến Mạc huyện, Hòa Yến bị chôn trong đống người chết, sa mạc khô cạn, nàng tưởng phải chết, ai ngờ đêm đó mưa, cứu nàng qua đêm. Ngày hôm sau, người qua đường thấy thi thể, đào mộ vui lấp, phát hiện Hòa Yến còn sống. Người qua đường mang nàng về, chữa thương, khi tỉnh lại, nàng thấy mình ở trong nhà lá, đi ra ngoài, gặp người đang quét sân. Đó là nam tử trung niên, mặc bạch y, buộc đai trắng, gầy gò, khí chất không tầm thường. Thiếu niên hỏa yến cảnh giác, hỏi. Ngươi là ai? Người áo trắng dừng tay, quay đầu nhìn, cười, không trả lời, ngược lại hỏi. Nhà đầu, ngươi là nữ nhi, sao lại vào quân? Hỏa yến sợ, nhận ra thân phận bị lộ. Sau này biết, người cứu nàng là Liễu Bất Phong, cư sĩ Vân Du, thường đi khắp nơi, hiện ở Hoang Sơn gần Mạc Huyện, trồng dược liệu đổi tiền sống. Hỏa Yến hỏi, tiên sinh cứu ta, không gặp Tây Khương sao? Tây Khương thường có tán binh du đãng quanh Mạc Huyện, nếu bị phát hiện cứu binh đại ngụy, người này cũng gặp họa. Liễu Bất Phong chỉ vào kiếm bên hông. Ta có kiếm, không sợ. Nàng ban đầu nghĩ Liễu Bất Phong nói đùa, sau này thấy Tây Khương chết dưới kiếm hắn, mới biết hắn không giả liễu bất phong là cao nhân thế ngoại. Hỏa Yến chưa từng thấy người như hắn, kiếm, đao, trường tiên, thương kích, kỳ môn độn giáp, lên đồng viết chữ bói toán đều giỏi. Nàng kiếp trước, làm một việc cơ linh, xin bái liễu bất phong làm sư. Liễu bất phong từ chối. Nhưng không ngờ, Hỏa Yến chấp nhất, ngoài ăn cơm, đều xin làm đồ đệ. Có lẽ vì liễu bất phong chưa gặp đồ vô liêm sỉ như vậy, cuối cùng hỏi. Người bái ta làm thầy, học những này, thì có ích gì? Ta học, vào quân doanh, gặp Tây Khương, sẽ không toàn quân bị diệt. Dù thêm một người, ta cũng bảo vệ hắn, như tiên sinh bảo vệ ta. Ngươi còn muốn nhập quân doanh. Liệu bất phong ngạc nhiên. Hỏa Yến không hiểu. Đương nhiên, ngươi biết ngươi là nữ tử, thân phận đặc thù. Bây giờ đội ngũ ngươi toàn quân bị diệt, ngươi có thể về nhà, không ai biết ngươi. Trước kia Hòa Như Phi, đã chết. Hỏa Yến im lặng một hồi, ngừng đầu. Ta chưa từng nghĩ làm đào binh." Một câu nói, đánh động Liễu Bất Phong, sau đó, hắn uống trà bái sư, bắt đầu dạy nàng. Nhưng Hoa Yến là cô nương, nhiều thứ không hợp, hắn dạy chút phù hợp. Nhưng dù chỉ học chút từ Liễu Bất Phong, cũng đủ thu hoạch không ít. Liễu Bất Phong dạy nhiều nhất là kỳ môn độn giáp, kết hợp binh pháp, đủ thành dụng binh như thần, bày trận tinh diệu nữ tướng. Những dũng tướng kỳ lực dù thế nào, Tây Khương hung tàn dũng mãnh dù thế nào, chiến tranh không chỉ dựa vào khí lực. Ta không nghĩ, bây giờ không còn nguyên trạng, sư phụ vẫn nhận ra. Hỏa Yến cười. Làm sao nhận ra, kiếm pháp ngươi. Liễu bất phong cười. Thiên hạ độc nhất vô nhị. Hỏa Yến vừa bái sư, muốn thẳng thắn cho Liễu bất phong. Liễu bất phong nhìn, im lặng lâu. Đại khái nghĩ thân nữ tử, có thể có lòng tin nhập quân, tất nhiên thân thủ bất phàm. Nhưng nhìn Hỏa Yến đao kiếm cung ngựa, Liễu bất phong hoài nghi quyết định đúng không? Thực sự không biết, Hỏa Yến tự tin từ đâu. Nhưng trà đã uống, đồ đệ đã nhận, kiên trì dậy. Liễu Bất Phong bất đắc dĩ, từ không thu đồ đệ, lại thu, liền tu cái tư chất kém nhất, thực sự là trời cao chiếu cố. May Hỏa Yến không hoàn toàn không có chỗ thích hợp, chỉ có kiếm thuật là tốt, đánh vô cùng tốt, đến kinh ngạc. Liễu Bất Phong hỏi Hỏa Yến, "Ngươi kiếm thuật này ai dạy?" "Không tệ." Hỏa Yến nghe, đắc ý có cao nhân trong bóng tối giúp, ta không biết hắn là ai, đoán là học quán tiên sinh, thấy ta tư chất tốt, khóa sau tập thủ. Lời này không giả, hỏa yến thiếu niên vào học, võ khoa dối tinh dối mù, dù mỗi đêm luyện kiếm, vẫn không tiến bộ. Chính nàng tưởng bỏ cuộc, một ngày, thấy trên bàn mình một trang giấy. Trên giấy vẽ tiểu nhân nhi, chỉ điểm kiếm thuật sai lầm và cách vượt qua, rất tinh tế. Hỏa yến thử nghiệm vài ngày, có thành tựu, mừng rỡ sau đó nàng thấy, mỗi 10 ngày, trong phòng lại có trang giấy như vậy, theo nàng tiến bộ mà điều chỉnh. Nàng không biết ai, đoán là học quán bên trong hảo tâm tiên sinh, kiếm thuật trên nàng, nhìn ra nàng không đủ, chỉ điểm, chỉ là không biết vị nào tiên sinh. Nàng từng tàng trong phòng, chờ người đưa tin, bắt tại trận, nhưng ngày đó không xuất hiện, nàng biết cao nhân không muốn lộ diện. Chỉ là hiếu kỳ, cảm kích, nàng viết giấy đặt lên bàn, sau ba ngày hồi quán, Giờ tí hậu viện dừng chúc gặp, gửi lời cảm ơn, mời nhất định phó ước. Sau đó thì sao? Liễu bất phong hỏi. Thấy người nọ là ai? Hỏa yên im lặng chốc lát, lắc đầu. Nàng trở lại phủ, cùng hòa nguyên thịnh đánh nhau, bị phạt quỳ từ đường. Không sau ba ngày, ban đêm rời phủ, tổng quân, đi lên con đường khác. Ta thất ước. Đến đây là Nàng hết. không thấy người Nếu nọ... các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.